Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút tiền về tài khoản ví ngân lượng. Đầu tiên, chúng ta phải đăng nhập tài khoản Liferet. Sau đó, chúng ta chọn mục tài chính, chọn rút tiền, chọn ngân lượng. Ở đây có mục ví, thì nếu là lần đầu rút tiền, bạn phải thêm ví vào. Chúng ta phải có một tài khoản ngân lượng với email trùng với email đã đăng ký tài khoản Liferet trước đó. Bạn chọn số tiền cần rút, click vào tiếp tục. Chờ mã xác nhận gửi về email và nhập vào đây. Sau đó bạn bấm xác nhận. Như vậy là chúng ta đã rút tiền thành công. Chúc các bạn thành công. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam thông qua ngân lượng. Bước thứ nhất, chọn mục tài chính. Sau đó chúng ta chọn rút tiền. Chọn ngân lượng chuyển khoản cho ngân hàng. Nếu đây là lần đầu tiên bạn rút tiền bằng cách này, thì bạn sẽ điền thông tin vào đây. Nhập số tiền bạn muốn rút. Chọn khu vực. Bấm tiếp tục. Nhập mã xác nhận rút tiền đã được gửi về email. Sau đó chúng ta xác nhận. Như vậy là yêu cầu rút tiền đã thành công. Lưu ý, rút tiền về ngân hàng Việt Nam thông qua ngân lượng, các bạn hãy cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình. Tiền sẽ được chuyển thẳng về tài khoản ngân hàng của các bạn. Chúc các bạn may mắn. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền về tài khoản ngân hàng Việt Nam thông qua YotaPay. Đầu tiên, chúng ta phải đăng nhập tài khoản vào Liferet. Chọn mục tài chính. Chọn rút tiền. Chọn YotaPay. Chọn thêm vào và cập nhật thông tin ngân hàng. Bạn chỉ cần làm lần đầu, các lần sau nó sẽ tự cập nhật cho bạn. Bạn chọn số tiền cần rút. Bấm tiếp tục. Chờ mã xác nhận gửi về email và nhập vào đây. Xác nhận. Như vậy là chúng ta đã rút tiền thành công. Lưu ý, rút tiền về ngân hàng Việt Nam thông qua YotaPay, các bạn cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng, tiền sẽ được chuyển thẳng về tài khoản ngân hàng của bạn. Chúc các bạn thành công!